À, xin chào anh Việt, đó là chương trình trực chuyển TV. Thì sự khủng hoảng kinh tế và dẫn đến cái vấn đề vỡ nợ của đất nước, hay nói đúng hơn là một đảo quốc Sri Lanka, thì chúng ta đã nghe nói từ rất là nhiều tháng qua. Và trong những ngày vừa qua thì những cái hình ảnh tràn ngập ở trên hệ thống thông tin của quốc tế, đó là việc người dân của xứ sở này họ đã phải chịu cái sự cực khổ, cái sự thiếu thốn trong quá nhiều tháng rồi. Đến đổi là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu cũng còn không có nữa. Cho nên là người dân họ tức giận và họ đã đứng lên và tham gia vào các cuộc biểu tình. Và những cái cuộc biểu tình đó, với cái sự tức giận của những cái người dân, họ đã tập hợp về cái thủ đô gọi là Colombo. Và sau đó thì những người biểu tình đó họ đã xông vào cái dinh thự của ông tổng thống gọi là Rajapaksa, và ngay cả xông vào luôn cái dinh thự của ông thủ tướng của cái xứ sở này. Và chúng ta thấy là những hành động quá khích sau đó cũng đã xảy ra, như là người ta lấy những cái vật phẩm, những cái vật dụng sinh hoạt ở trong cái gia đình của hai cái người đứng đầu của cái chính phủ là ông thủ tướng và ông tổng thống, và người ta còn đốt luôn cái dinh thự của thủ tướng của xứ sở này. Thì khi mà xảy ra cái vụ việc như vậy đó thì có rất là nhiều các cái ý kiến đưa ra khác nhau. Những người mà họ đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là họ chống Trung Quốc thì họ cứ nói rằng Sri Lanka là bởi vì lâm vào cái hoàn cảnh như ngày hôm nay là bởi vì dính vào quá sâu của Trung Quốc, hay nói đúng hơn là dính vào cái bẫy nợ của Trung Quốc, và vì lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc cho nên Sri Lanka mới xảy ra cái trường hợp như hiện nay. Và nói rằng là cái đảng, cái chính quyền của Sri Lanka đó đã bị Trung Quốc tha hóa, đã bị Trung Quốc làm tham nhũng, làm cho cái bộ máy nó bị yếu đi, và cái bộ máy đó là không có gần dân. Và bây giờ người dân họ đứng lên, họ nổi dậy giống như là làm một cuộc cách mạng màu. Và một cuộc cách mạng nổi dậy như vậy là đập đổ cái chính quyền đó, và cái chính quyền đó thì nó lại đi quá sâu vào cái chính quyền của Trung Quốc. Và nhiều người thì họ cảm thấy hả hê bởi vì cái sự kiện nó diễn ra như vậy. Nhưng mà thực chất của vấn đề này như thế nào thì chúng ta mới thấy được rằng đó, tình hình của Sri Lanka nó đã bấp bênh, nó đã khó khăn trong suốt cái đại dịch Covid-19. Thì ai cũng hiểu được rằng một cái đảo quốc có khoảng 22 triệu dân và nằm ở phía Nam Á, rất là gần ở xứ sở của Ấn Độ. Và cái xứ sở này sống chủ yếu bằng cái nghề du lịch. Và sau này đó, khi mà cái đại dịch Covid-19 nó bị bùng phát lên thì hiện giờ cái du lịch đã không thể phát triển được. Và kèm với những cái nghề truyền thống của những cái kinh doanh truyền thống của xứ Sri Lanka cũng bị thất bại. Chính vì vậy cho nên người dân cũng như là cái sự mà thu thuế nó cũng rất là giảm. Và Sri Lanka đó hồi đầu năm 2022 đã đứng trước một cái đống nợ, và cái đống nợ này có thể lên tới khoảng 80 tỷ Mỹ kim. Có những cái con số rất là khác nhau, có những cái cơ quan thì họ thống kê rằng có khoảng chừng 70 tỷ hoặc có thể là 50 mấy 60 tỷ gì đó, nhưng mà cái số thực thụ hiện giờ người ta đánh giá rằng khoảng 80 tỷ, đó là nợ, những cái nợ mà người ta có thể kiểm soát được. Còn cái trường hợp mà gọi là bẫy nợ của Trung Quốc thì đúng đúng là Sri Lanka có một cái công trình, đó là một cái hải cảng rất là lớn khi mà nhờ Trung Quốc họ đầu tư và giao cho các cái công ty của Trung Quốc, rồi sau đó thì họ nhận lãnh và họ khai thác, và họ khai thác không có được, cuối cùng thì họ phải giao cho Trung Quốc họ họ quản lý, và Trung Quốc họ chiếm đến hình như là 80% của cái cảng này. Và trong cái cảng đó, hay nói đúng hơn cái sự đầu tư của Trung Quốc vào Sri Lanka cũng chiếm khoảng 7 8 tỷ gì thôi, tức là chúng ta cho rằng khoảng chừng 10 tỷ đi, thì 10 tỷ nó cũng chỉ bằng khoảng chừng 10% hoặc là hơn 10% một chút so với tổng số nợ của Sri Lanka hiện giờ. Tức nghĩa là nếu ra nói rằng là nợ 10 Trung Quốc họ đầu tư, hoặc là họ nợ Trung Quốc khoảng chừng 8 tỷ đó, thì cũng chỉ là 1 phần 10, 10 rất là 10%. Còn số còn lại đó, 80% hoặc là trên 80% cái nợ còn lại là do vay của rất là nhiều nhiều nước. Trong đó có những cái nước tư bản, có những cái nước phát triển, ngay cả những cái nước gần bên như là Ấn Độ chẳng hạn. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà nói hoàn toàn vì Trung Quốc thì thật ra thì chúng ta không có bên Trung Quốc, chúng ta cũng
chỉ trích rất là nặng nề về cái bẫy nợ của Trung Quốc hay là những cái sự đầu tư của Trung Quốc qua cái con đường tơ lụa để mà biến những cái khách hàng của mình hay là những cái đất nước nằm trong cái chương trình đó phải giao cho Trung Quốc nếu như không có trả nợ được, để mà cách quản lý về tài sản hay là sử dụng các cái tài nguyên của đất nước đó. Và những cái điều này đã bị lên án rất là nhiều. Nhưng mà trong cái trường hợp của Sri Lanka chúng ta thấy rất là rõ là đúng là giao cho Trung Quốc quản lý một cái hải cảng. Tuy nhiên điều đó nó không phải mang tính chất quyết định hoàn toàn. Nó hoàn toàn ở chỗ là họ vì cái yếu tố khách quan một phần, nhưng mà yếu tố chủ quan có hay không, cái tình trạng tham nhũng tham ô, cái tình trạng mà cái bộ máy yếu nhớt ở cái bộ máy cồng kềnh và hàng loạt những cái chính sách của họ đó nó không có phù hợp trong những cái điều kiện mà kinh tế khó khăn. Thì chúng ta phải nhớ lại đó, khi mà chỉ trích cái đất nước Sri Lanka thì Sri Lanka cũng là một cái xứ sở đa đảng, họ có nhiều cái đảng và họ cũng gọi là có bầu cử tự do chứ không phải là một cái xứ sở mà gọi là độc tài hay là người ta nói là đảng trị gì, điều đó không phải đúng. Nói chung là khi mà họ chống đối, họ chỉ trích, họ cứ chỉ nói là thân Trung Quốc thôi chứ họ không hiểu được đây cũng là một cái thể chế đa đảng. Thì thường họ trước tới giờ người ta cứ ca ngợi rằng thể chế đa đảng là sẽ bầu được những người tài giỏi, những cái người tâm huyết với đất nước, rồi nếu như mà không làm được thì cũng sẽ bị kéo xuống, sẽ bị thay đổi, sẽ bị đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà trong Sri Lanka đó, người ta thấy là cái chính quyền của Sri Lanka rồi đó đến giờ thì thành lập, giành lấy cái độc lập của đất nước thì cũng đã 70 năm rồi. Và trong suốt một khoảng thời gian rất là dài thì có một cái gia đình mà hiện giờ là tổng thống, nó đang đang làm là tổng thống, làm Rajapaksa đó, thì chúng ta thấy rằng cái gia đình này cũng nắm cái quyền rất là dữ dội. Thì mặc dù cho có đa đảng đi, những cái đảng đối lập ở trong cái xứ Sri Lanka, tuy nhiên đó thì người ta vẫn có thể sử dụng cái hệ thống, họ đang nắm quyền, họ sử dụng cái quyền lực để mà có thể là chiếm giữ các cái ghế, chiếm giữ cái vị trí, cái vai trò thống trị rất là nhiều năm. Đây là cái điều mà những xứ đa đảng họ vẫn làm, chứ không phải nói rằng đa đảng là hoàn toàn nó bình đẳng, nó công tâm và ai cũng có quyền mơ ước để ngồi vào các cái ghế, thí dụ như là những nguyên thủ quốc gia. Những cái điều đó mà không được đảng mà họ đồng ý đó cũng sẽ không có đâu, đừng có mơ tưởng. Thì cái trường hợp của Sri Lanka đó, chúng ta thấy rằng hiện giờ có những cái thông tin cho thấy rằng ông tổng thống và ông thủ tướng trong những cái ngày mà bị xông vào cái dinh thự đó, thì những người này họ đã dự đoán trước và hôm thứ sáu tuần trước cũng đã lánh nạn rồi. Và có thông tin thì nói rằng đã lên những chiếc tàu thủy để mà đi sang một cái quốc gia khác, hoặc là có người nói là đang trốn ở một cái nơi nào đó trú ẩn an toàn rồi. Nhưng mà có những cái thông tin thì nói rằng là đang ở nước ngoài, có thông tin thì nói đang ở trong Sri Lanka. Tất cả những cái thông tin này đó hiện giờ giới báo chí cũng không có đưa ra một cái thông tin cụ thể. Thì chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa thử coi những ngày tới như thế nào. Nhưng mà những cái thông tin đưa ra là ông tổng thống và ông thủ tướng đã chính thức từ chức và nói rằng là sẽ giao cái nhiệm vụ lại để cho quốc hội của Sri Lanka chọn những cái người khác, hoặc là thành lập những cái nội các, thành lập cái chính phủ, thành lập những người đứng đầu của quốc gia và theo cái hệ thống các cái đảng đối lập chẳng hạn. Thì hai cái đảng đối lập lớn nhất ở Sri Lanka trong thời gian vừa qua họ chỉ trích rất là nhiều ở trong quốc hội về cái chính quyền của Sri Lanka khi mà xảy ra cái hậu quả như hiện nay. Thì có thể nói rằng ông thủ tướng Sri Lanka đó là ông Vikramasinghe đó, là ông ta thì trong hồi tháng 6 vừa rồi đó, khi mà phát biểu tại quốc hội thì ông này cũng đã nói rằng cái nền kinh tế của Sri Lanka chính thức sụp đổ rồi. Cái nền Sri Lanka làm giống như là nó một cái cơn bệnh, nó hấp hối và nó đi vào cái chỗ là không thể nào mà chữa trị được nữa. Và trong lúc đó thì ông thủ tướng của Sri Lanka đổ lỗi cho một cái chính quyền trước, tức nghĩa là ông Vikramasinghe thì ông này cũng chỉ mới vừa nhậm chức thôi, nhậm chức khoảng chừng nếu mà tính tới thời điểm này cũng chỉ chưa đầy 2 tháng. Hồi tháng 4 á đã có những cái dấu hiệu là không thể trả được nợ rồi, người ta thấy rằng nợ nần rất là nhiều, hàng hóa rất là thiếu thốn, giá cả thì gia tăng, công ăn việc làm, rồi những cái
tư liệu sinh hoạt bình thường như là xăng dầu rồi giấy rồi những cái lương thực thực phẩm, ngay cả những cái hàng tiêu dùng gì nó cũng không có nữa. Bởi vì Sri Lanka không trả được nợ, và không trả được nợ thì những cái nước mà bạn hàng họ không muốn bán, mặc dù là những nước là những nước tư bản, những nước đó có thể là hàng hóa của họ là khủng hoảng luôn để thừa, nhưng mà họ vẫn không bán, bởi vì có đất nước Sri Lanka, đất nước bị đánh giá là mất uy tín, không trả được nợ, không trả được tiền lời, và những cái nước đó họ không bán nữa. Thì có thể nói rằng chỉ còn một cái nước mà bạn hàng quan trọng nhất, đó là Ấn Độ. Ấn Độ thì hào phóng và họ cho ra một cái khoản tiền lên tới 4 tỷ. 4 tỷ tức nghĩa là không phải là họ cho, mà là họ tạo ra một cái hệ tín dụng lên tới 4 tỷ để mà sử dụng cái tín dụng đó mà mua lương thực, mua những cái vật dụng. Tuy nhiên thì Sri Lanka nói rằng họ đã sử dụng cái phần đó và cũng biết rằng Ấn Độ sẽ không thể nào bao cấp, không thể nào mà lo hoài cho Sri Lanka trong một thời gian dài. Còn đối với Trung Quốc thì họ cũng gần như họ im lặng. Đối với Mỹ hay là phương Tây, thậm chí là Đại Hàn hay là nhiều cái nơi khác đó, họ còn siết lại tín dụng nữa. Tức nghĩa là họ bắt là phải mua hàng rồi mua cái hàng mới và phải trả lại cái nợ cũ, rồi với cái tỷ lệ trả dần thế này thế kia. Nói chung là tạo ra một áp lực rất là lớn cho Sri Lanka. Và đến ngày hôm nay đó thì có thể nói rằng là Sri Lanka trong những ngày vừa qua thì họ đi đến một cái bước là thay vì cái phần nợ còn phải trả theo cái định kỳ đó từ nay đến cuối năm là khoảng chừng hơn 7 tỷ Mỹ kim. Và Sri Lanka tuyên bố thẳng luôn là không trả, tức nghĩa là họ đình chỉ luôn, họ không trả nữa, mà dành tất cả những cái nội lực, những cái tiền dư hay là cái điều kiện mà có sẵn đó, bất cứ một cái gì còn lại thì họ lấy để mà mua lương thực và mua thực phẩm và lo cho những cái người dân. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là và đối với chính quyền của Sri Lanka, họ nói rằng ngay cả bây giờ mà dầu khí đó mua cũng không được nữa. Mua mà bởi vì cái tập đoàn dầu khí Ceylon nó nằm ở trong Sri Lanka đang mắc nợ. Mắc nợ tức là mua người ta mà không trả đó, mắc nợ lên tới 700 triệu Mỹ kim. Cho nên là những cái bạn hàng đó họ không bán. Họ không bán và người dân không có cái dầu lửa để mà xài, xăng dầu cũng không có nữa. Những cái máy, những cái xe cộ, bất cứ một cái gì người dân đều phải tiết kiệm. Còn cái bộ máy của chính quyền thì trong khoảng chừng 2 tháng vừa qua đó, chính quyền của Sri Lanka cũng đã thực hiện một cái việc rằng là cắt bớt giờ làm của cái hệ thống nhà nước. Các cái viên chức nhà nước thì được cho nghỉ ngày thứ sáu để mà đi về gia đình, và họ cho rằng cần phải phụ với gia đình để mà trồng trọt, để mà chăn nuôi, để mà phát triển nông nghiệp, để mà kiếm thêm các cái tạo thêm cái lương thực thực phẩm cho cái người dân. Nói chung là cả nước đang rất là khó khăn, thắt lưng buộc bụng, là một cái chính sách đưa ra và thực hiện một cách chi tiêu tiết kiệm 100%. Nhưng mà cái điều đó chúng ta thấy là nó là những cái lời kêu gọi, những cái lời mà của chính quyền họ nói thôi, nhưng mà trong 2 3 ngày vừa qua, khi mà những người dân họ xông vào cái dinh thự của ông tổng thống đó, thì họ nói là ông tổng thống sống một cái điều kiện rất là xa hoa, những cái phòng tắm cũng rất là xa hoa, có cả những cái bể bơi cũng rất là sang trọng, và cái dinh thự đó thì sống một cách là bề trên. Nói chung là trong lúc người dân đang ăn uống kham khổ, đang rất là khó khăn, họ phải chịu đựng trong cái cảnh túng thiếu và gia đình phải rất là căng thẳng, và có đất nước không có một cái tương lai, thì trong giới chức những người đứng đầu của cái chính phủ này và cái nhà nước này lại đi sống một cách nói chung là trên thiên hạ, cho nên người dân họ càng phẫn nộ hơn. Và bây giờ đó thì trong hơn 1 tháng vừa qua, chính quyền Sri Lanka họ chỉ trông chờ vào cái gì, cái quỹ tiền tệ thế giới thôi. Thì theo như cái quỹ tiền tệ thế giới họ cũng có cam kết rằng là họ sẽ cho vay theo kiểu ưu đãi từ 300 đến 600 triệu Mỹ kim. Thì cái số tiền này đó cho vay là để mua lương thực, mua thuốc men, mua những cái nhu yếu phẩm bình thường để mà cho những người dân. Nói chung là cứu cho người dân không có đói, không có chết đói đó, không có bị mà phải quá khó khăn. Nhưng mà 300 đến 600 triệu đó không phải là cái tiền để mà cho anh rồi, hoặc là cho anh vay ưu đãi để mà anh đi trả nợ những cái nước khác. Thì đây là cái điều mà
chúng ta thấy rất là đặc biệt. Và những nước mà khi mà rơi vào cái gọi là vỡ nợ rồi đó thì sẽ bị những nước khác, hay nói đúng hơn là các cái tổ chức, các cái định chế tài chính của quốc tế, họ sẽ nhảy vào và họ sẽ can thiệp, và họ sẽ can thiệp vào cái công chuyện nội bộ của nước đó luôn. Tức nghĩa là họ nói rằng cái nước nước này, cái tổ chức nó phình to quá, những cái cách quản lý như vậy nó không có chặt chẽ, phải đòi hỏi sửa luật lao động, hỏi đó sửa luật về quản lý, hay làm sửa luật về đầu tư công, rồi nói chung là bộ máy nhà nước phải tinh gọn rồi đủ thứ chuyện. Nói chung là một cái đất nước khi mà rơi vào cái tình trạng phá sản, có thể nói rằng nó rất là khốn nạn, nó rất là đau khổ, và mất chủ quyền là cái điều thật sự. Chúng ta đã thấy chứng kiến nhiều nước đã bị như vậy rồi. Và Sri Lanka bây giờ cái sự mà đảo chánh tổng thống này, hay là đảo chánh ông thủ tướng, hay là kêu gọi thủ tướng gọi là diễn biến một cách hòa bình đó, đảo chánh một cách hòa bình gì đi nữa, thí dụ như một cái nhóm mà dân chủ cựi trong mấy ngày vừa qua họ cũng hô hào là cái cách làm đó là bởi vì chính quyền đó nó không có tốt. Nhưng mà chúng ta thấy cái hậu quả hay là cái hệ quả của cái chính quyền là do cái gì? Do cái thể chế gì cũng là thể chế đa đảng, thể chế đa nguyên, và cũng là vấn đề bầu cử tự do. Và chính vì cái đa nguyên đó mà họ ca ngợi thì bây giờ nó lại xảy ra cái hậu quả. Và cái hậu quả này đó, cái cuộc đảo chánh thay đổi những người mới, nó có thay đổi được tình hình hay không, nó có làm cho cái đất nước Sri Lanka sẽ trở nên tốt hơn, hay là Sri Lanka vẫn tiếp tục là chìm đắm trong cái nợ nần? Thì ai cũng đối với cái luật pháp quốc tế, đối với những cái việc mà công pháp quốc tế đó, trong những cái trường hợp mà cái đất nước mà họ có bị đảo chánh hay là có thay đổi một cái chính quyền gì đi nữa trong một cái đất nước, thì vẫn kế thừa và vẫn đáp ứng đầy đủ các cái quyền và nghĩa vụ của cái đất nước đó như là trước khi mà họ đảo chánh. Bởi vì có những kẻ mà dân chủ cùi đó, họ cũng đã đưa ra những cái lý lẽ rằng là cái cuộc đảo chánh đi rồi có thể là xù nợ, nói rằng cái chính quyền trước đây họ làm thôi, còn bây giờ chúng tôi là không thích những cái ông tổng thống đó, ông thủ tướng đó nữa, bây giờ xù nợ hết, không có trả gì hết, còn mấy anh mà nợ tôi mấy anh vẫn phải trả, còn tất cả những cái chuyện mà nợ nần mấy anh đi kiếm những cái ông tổng thống cũ đó mà đòi, còn bây giờ chúng tôi không biết. Thì nói như vậy là nói ngang, và luật pháp quốc tế không cho phép để làm việc đó. Nếu như mà những cái chính quyền mới mà họ lên họ làm như thế, rất có thể bị bao vây, có thể bị cấm vận và có thể bị trừng phạt rất là nặng nề, và quốc tế họ không chấp nhận. Chính vì cái điều này đó, có thể nói rằng họ nói là nói cho vui thôi, nói cho nó suông cái miệng, chứ thực tế ra họ không hiểu về về những cái quy định, những cái sự ngăn ngừa của cái luật pháp quốc tế rồi. Và thiết nghĩ rằng những người mà được bầu mới lên á, trong cái chính quyền của Sri Lanka khi mà tiếp nhận cái chức mà tổng thống hay là thủ tướng, thì những cái ghế này rất là nóng mà. Có lẽ là họ phải đi vượt, kéo làm sao cho cái con tàu này nó vượt ra khỏi cái vũng lầy này. Trước mắt hết là phải phải làm cho người dân không có đói. Chúng ta đã thấy rằng cái cuộc khủng hoảng kinh tế hiện giờ đó là nó gọi là toàn cầu luôn. Mặc dù là nhiều người họ chưa thừa nhận là đang có khủng hoảng kinh tế, nhưng mà người ta thấy khủng hoảng là bởi vì ở cái mức độ rằng lạm phát rất là gia tăng. Tại Hoa Kỳ cũng lạm phát gia tăng, giá cả hàng hóa toàn thế giới đang bị gia tăng, nhiên liệu toàn thế giới đang bị gia tăng rất là cao, công ăn việc làm ở toàn thế giới đang rất bấp bênh, có nhiều người mất cái việc làm, và cái thị trường chứng khoán, thị trường địa ốc, tất cả những cái thị trường mà chủ lực của những cái trụ cột của các cái nền kinh tế ở những cái vùng trọng điểm của cả cái thế giới này đều bị chao đảo hết, và có nhiều nơi bị mất rất là nhiều các cái giá trị của nó, chúng ta đã chứng kiến rất là rõ. Và Sri Lanka thì cũng vậy thôi, nằm trong một cái vấn đề mà nợ như vậy. Thì hồi trước tới giờ người ta ca ngợi về một cái nền kinh tế toàn cầu, một cái nền kinh tế mà phải dựa vào những cái nước như là tư bản, những cái nước lớn, và làm ăn phải là đừng có dính vào Trung Quốc. Nhưng mà cuối cùng thì sao, họ dính vào Trung Quốc chỉ có 10%, 80 mấy% là họ dính vào những cái nước khác. Nhưng mà bây giờ thì những nước khác đó có ra tay để mà cứu giúp cho Sri Lanka hay không? Không, họ không có lên tiếng gì cả. Ngay cả Trung Quốc họ cũng không lên tiếng luôn, Trung Quốc họ cũng giả lơ lơ luôn. Nói chung là họ trông chờ vào
là Liên Hợp Quốc trông chờ vào cái quỹ tiền tệ quốc tế, rồi họ đẩy cho các cái tổ chức định chế gọi là phi chính phủ để mà giải quyết. Và rất có thể là Sri Lanka sẽ phải mở ra một cái con đường, và một cái con đường gọi là con đường cứu trợ, con đường về nhân đạo, và có thể người ta sẽ kêu gọi là sẽ giúp đỡ Sri Lanka bằng cách là tặng vật phẩm chẳng hạn, hay là tặng lương thực thực phẩm gì đó. Rồi những cái chương trình đưa vào những cái hiệp định, hoặc là những cái cuộc hội thảo, những cái cuộc đối thoại, và xếp lại các khoản nợ, gọi là kéo giãn nợ, hoặc là khoanh nợ, hoặc là xóa nợ gì đó cũng sẽ được lập ra. Tuy nhiên thì một cái đất nước mà đã bị khoanh nợ, đã bị xóa nợ rồi, nói chung là đã mất cái điểm tín dụng rồi đó, thì sau này sẽ rất là khó làm ăn. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái hệ quả đúng là do những người họ quản lý yếu kém, những và những cái tình hình của Sri Lanka có quá nhiều cái điều mà do những cái nhà cầm quyền ở nơi đây họ đã không có đủ các cái sáng suốt, không đủ các cái trí tuệ để mà lèo lái giúp cho 22 triệu dân này họ có thể đứng vững. Dĩ nhiên là cả một cái thế giới trong cái điều kiện của cái Covid-19 rất là khó khăn, nhưng mà không có nhiều nước bị phá sản giống như Sri Lanka. Ngay tại Việt Nam cũng rất là khó khăn, ngay tại Mỹ, thậm chí Mỹ cũng rất là khó khăn, và nhiều nơi khác cũng vậy. Tất cả những cái GDP cũng đều bị giảm, hoặc là nó phát triển nhưng mà phát triển rất tăng nhưng mà tăng rất là chậm. Rồi những cái điều đó cho thấy một cái sự hao hụt. Và cái bài học mà Sri Lanka bị phá sản đó, và những cái biến động trong những ngày vừa qua, cái người dân họ có thể nổi loạn, họ có thể là tức giận, họ có thể trút giận vào với cái cầm quyền. Nhưng mà những người cầm quyền đó họ có trút giận đi nữa thì cái số phận của họ vẫn còn đang rất là bấp bênh. Một cái đất nước cũng khó để mà thoát ra khỏi cái điều kiện này. Và mọi vấn đề vẫn trông chờ vào cái bàn tay giúp đỡ, bàn tay rất là lông lá của những cái thế lực ở bên ngoài. Và cái đất nước dù cho đã buộc hai cái người đứng đầu chính phủ này từ chức rồi, thì họ vẫn phải chịu là cái sự khống chế, hay nói đúng hơn cái sự can thiệp vào nội bộ của quốc tế. Đó là cái điều rất là thực tế. Và cho nên nó khi mà chúng ta sống trong một quốc gia, hoặc là trong một cái điều kiện mà hiện giờ mà đang có này nữa, thì cái sự tiết kiệm, cái sự mà chi tiêu, cái sự cân nhắc, cũng như là trong một cái hoàn cảnh mà nó có những cái sự khó khăn, thì mức độ như thế nào là chúng ta thấy rằng cũng phải mình phải rất là phù hợp, bởi vì sống trong cái hoàn cảnh nào phải phù hợp với hoàn cảnh đó, và phải hiểu được rằng có thể là chúng ta những cái chính quyền đó giống như là Sri Lanka trong cái thời gian trước đây họ chi tiêu mà không có báo động chẳng hạn. Thí dụ như là ông thủ tướng hiện giờ khi mà mới vừa từ chức á, ông này ông cũng có nói rằng là chính vì cái chính quyền trước kia, cái chính quyền đó đã dĩ nhiên đó là một cách đổ lỗi. Thường thì những cái chính quyền mà đa đảng họ hay sử dụng như vậy lắm. Thí dụ như chúng ta thấy tại Hoa Kỳ hiện giờ cũng vậy. Ông chính quyền ông Joe Biden đã đổ lỗi cho ông chính quyền của ông Trump, và nói đổ lỗi luôn cho cái đảng Cộng hòa là hiện giờ đang phá hoại, đang tấn công, đang cản trở để mà ông ta thực hiện những cái biện pháp làm giảm giá xăng của cái nước Mỹ. Thì chúng ta thấy những cái lời lẽ như vậy đó mà cũng có thể đưa ra được, trong khi ai cũng biết được rằng đảng Cộng hòa hiện giờ có nắm được cái quyền gì đâu, vì số người chiếm đa số trong quốc hội cũng không có, họ cũng không có nắm giữ cái Nhà Trắng, họ không có khả năng nào để mà cản trở được. Mà thậm chí đảng Cộng hòa còn mong muốn rằng là phải mở ra là nhiều dầu hỏa để mà cho người Mỹ họ rẻ đi, nhưng mà chính là ông Joe Biden lên đã ngăn hết cái việc mà sát dẫn dầu, rồi ngăn luôn cái việc mà nhập khẩu dầu. Tất cả những cái điều đó đã làm cho cái tình hình dầu hiện giờ nó tăng rất là cao, nhưng mà người ta vẫn đổ lỗi cho cái chính quyền trước, họ đổ lỗi cho cái đảng phái đối lập. Thì ông thủ tướng Sri Lanka cũng vậy, ông thủ tướng Sri Lanka thì cũng có đổ thừa rằng là cái chính quyền trước đó trong cái lúc mà đang chao đảo, trong cái lúc mà đã đang có những cái dấu hiệu thấy rằng không thể trả được nợ rồi,
hoặc là cái quỹ mà dự trữ quốc gia đó về cái kiều hối, về cái ngoại hối đó, về cái ngoại tệ đó, nó đã rất là thấp. Thấp như vậy thì lẽ ra phải báo động, lẽ ra là phải phải có những biện pháp nó mang tính chất cấp thiết ngay lúc đó luôn, chứ không có phải vì vấn đề sĩ diện trong vấn đề mà cố gắng để rồi cuối cùng tiêu hết những cái đồng xu cuối cùng, và vì cái vấn đề mà phải trả nợ để làm cái gì, thay vì phải ngưng sớm để lấy những cái đồng tiền đó mà mua lương thực, mua thực phẩm, mua nhiều yếu phẩm để mà lo cho người dân, để mà giữ cho cái đất nước tránh đi một cái sự sụp đổ một cách toàn diện như là hiện nay. Thì ông này là ông nói như vậy, tức là ông thủ tướng Wickremesinghe đó, ông ta nói như vậy. Nhưng mà thực tế thì ông ta biết như vậy thì tại sao ông ta nhận làm chức làm gì, nhận chức thủ tướng làm chi, trong khi mà cái nền cái chính quyền nó đang hấp hối như vậy mà ông ta nhảy vào ông nhận, nhận là đổ làm không nổi. Hiện giờ người ta đảo chánh, người ta muốn những người này từ chức là bởi vì họ nói rằng những người này khi mà lên cũng hứa hẹn và sẽ có những cái biện pháp để mà lái cái con tàu ra khỏi cái vũng lầy này, lái ra khỏi cái sự mà sụp đổ của nền kinh tế. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng là rất là coi như là người phàm mắc thịt thôi, cũng là một người rất là tầm thường, cũng rất là không có thần thánh gì cả, và nhảy vào thì cũng sẽ bị chìm cùng với con tàu. Tất cả những cái điều đó cho thấy rằng hệ thống đa đảng, đa nguyên hay là hệ thống bầu cử tự do đối lập gì đủ thứ chuyện gì nữa, và thậm chí là chơi thân với tư bản, dựa hẳn vào tư bản hay là đa dạng gì theo kiểu rất là thoải mái gì đó, thì chúng ta thấy rằng vẫn là cái gì, vẫn là do cái cung cách là chính, do cái nội lực là chính, và cái điều hành nó phải mang tính chất liên tục, mang tính chất kế thừa, chứ không thể nói rằng trong thời gian trước thì làm như vậy rồi cái đám sau nó lên thì nó chỉ trích rồi nó lại đạp đổ và nó vạch trần, rồi nói chung là tố cáo, nó làm đủ thứ chuyện hết, và nhiều khi nó kìm hãm các cái sự phát triển nữa, chứ không phải là đơn giản. Và Sri Lanka là một cái bài học rất là rõ, và chúng ta nhìn góc độ mà công bằng á thì Sri Lanka họ họ rớt, nói chung là họ bị sụp đổ hoàn toàn là bởi vì cái yếu tố khách quan cũng rất là nhiều, và trong đó cái tỷ trọng của cái yếu tố chủ quan cũng khá nặng. Nói chung là họ có cả khách quan và chủ quan, chứ không phải hoàn toàn là do chủ quan. Và nếu nói rồi cái yếu tố Trung Quốc vì bảy nợ Trung Quốc mà làm sập là cái điều đó cũng không có đúng. Chúng ta không có bên Trung Quốc, Trung Quốc thì cũng chả có ra cái gì. Khi mà họ quá nhiều các cái chiêu trò và họ đầu tư để mà họ dụ dỗ, họ đưa ra các bẫy nợ là cái vấn đề có thiệt, nhưng mà trong trường hợp của Sri Lanka nó không mang cái yếu tố quyết định, mặc dù vẫn còn đó là một cái hải cảng hay như là Potombata gì cái gì đó ở bên đó, và cái hải cảng nó đầu tư cũng gần 7-8 tỷ Mỹ kim vậy, mà sau này thì như là nghe nói còn tăng vốn lên nữa, nhưng mà hiện giờ là Trung Quốc họ đang kiểm soát. Và Trung Quốc cũng không có thấy có cái dấu hiệu mà nhiều người họ tố cáo rằng là sẽ biến Sri Lanka trở thành một cái căn cứ quân sự, hoặc là họ sẽ khuếch trương về cái mảng quân sự ở cái khu vực này, điều đó cũng không đúng luôn. Nói chung chúng ta dùng cái con mắt phải rất là công tâm để mà nhận định. Và Sri Lanka là cái chuyện của Sri Lanka, không thể nói là Sri Lanka là một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng đứng lên để đập đổ chính quyền và tạo cảm hứng để mà lây sang nước này nước kia nước nọ gì, những cái điều đó rất là vô lý. Người ta chỉ thấy rằng những người họ lãnh đạo trong cái đất nước đó và cái chính quyền nó hứa hẹn làm nhưng mà làm không được, và cuối cùng để cho người ta vẫn thiếu đói thì người ta chỉ biết phản ứng thôi, và nó chỉ dừng lại như vậy chứ nó không có cái vấn đề gì mà khác cả, và nó vẫn là một cái xã hội gọi là đa đảng đối lập chứ không phải là không có. Và hôm nay thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây và sẽ trở lại cái vấn đề này khi mà có thêm những cái thông tin. Xin cảm ơn quý vị.